Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Cách làm trắng răng bằng chanh và muối. Sau 5 phút, đánh bật hết mảng ố vàng. Hiện nay trên thị trường làm đẹp có rất nhiều phương pháp tẩy trắng răng nhanh chóng như là miến sáng răng, gel tẩy trắng hay các dịch vụ làm trắng cao cấp tại các trung tâm nha khoa. Mặc dù mang lại hiệu quả cao nhưng mà những phương pháp này khá tốn kém và cũng có thể gây cảm giác tê buốt sau khi tẩy. Trên thực tế, có rất nhiều cách tẩy trắng răng tại nhà không hề tốn kém, không tác dụng phụ nhưng hiệu quả rất cao. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trắng răng tại nhà cực đơn giản mà hiệu quả, sẽ giúp các bạn có được một hàm răng trắng sáng. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay sau đây nhé! Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị bao gồm: nguyên liệu thứ nhất là kem đánh răng. Với kem đánh răng, bạn nên sử dụng loại mà gia đình đang dùng nhé. Nguyên liệu thứ hai là dầu dừa. Nếu bạn không có dầu dừa thì bạn có thể thay thế bằng dầu ô liu cũng được. Nguyên liệu thứ ba là một quả chanh tươi. Và cuối cùng là một chút muối trắng. Đây chính là 4 nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Cách các bạn thực hiện như sau. Bạn chuẩn bị cho mình một cái bát sạch. Bạn cho một chút kem đánh răng vào trong bát này. Sau đó là muối trắng. Bạn cho một chút thôi. Với chanh tươi thì bạn hãy cắt và vắt lấy thìa nước cốt chanh cho vào trong bát. Tiếp theo là một thìa dầu dừa. Bây giờ bạn hãy đánh thật đều tay để các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Đây chính là hỗn hợp mà chúng ta cần cho cách làm trắng răng này. Cách các bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Bạn đánh răng với hỗn hợp này giống như bình thường. Các bạn nên chải nhẹ nhàng trong vòng 2 phút để các chất có trong hỗn hợp len lỏi vào tận ngóc ngách của răng, lấy đi những vết mảng bám và thức ăn thừa, mang lại cho hàm răng của chúng ta vẻ trắng sáng và hết mùi hôi nhé. Sau khi đã đánh răng xong rồi, các bạn chỉ việc súc miệng với nước sạch là xong. Bạn nên áp dụng phương pháp này 2 đến 3 lần một tuần để tránh gây hại cho răng. Mặc dù các biện pháp tẩy trắng răng trên rất hiệu quả, nhưng mà những đồ uống có màu như là trà và cà phê sẽ nhuộm vàng răng, đôi khi còn gây mòn men răng. Mẹo Sống Khỏe VTT7 không khuyên các bạn từ bỏ thói quen uống cà phê hay trà. Nếu có thể, hãy sử dụng ống hút để răng không tiếp xúc quá nhiều với các loại nước màu. Ngoài ra, việc bỏ hút thuốc lá cũng mang lại cho bạn hàm răng trắng hơn đấy. Đối với những trường hợp răng xỉn màu quá mức do thuốc kháng sinh hay là do cơ địa, thì cách các bạn làm trắng răng tự nhiên như thế này sẽ không phát huy hiệu quả được. Trên đây là những chia sẻ mà Sống Khỏe VTT7 mách bạn về cách làm trắng răng tại nhà bằng chanh và muối. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên sẽ là hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.